thế có cái gì mà nóng người thế? Ô, thấy nó thông báo nó bảo là cái hội thảo lừ tháng giêng có thảo nào mà đông người nó đi đông vui tấp nập thế này đó. Alo, nó còn bảo alo alo, lại còn có cả rất nhiều cái chương trình văn nghệ trong lễ hội thể thao, đặc biệt là có cái chương trình chi ăn khách hàng của cái công ty có phản tiền ngắn đó. Rồi thế này thì mình phải tranh thủ trước lấy cái cơ hội thể hiện cái tài năng làm bờ kép xe của mình đến tất cả mọi người thôi. Nhưng mà đồng kia thì mình cũng phải chỉnh đốn lại, mình phải tập dượt mấy lần liền cho nó nhuần nhuyễn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa tất cả quý vị, không phải đại biểu cũng không phải khách quý, mà là cái công nhân công ty Thiên Ngân, nó đang ngồi ở đằng sau lưng cái đại biểu và nó vẫn kèm các vị khách quý. Hôm nay em rất tưng bừng phấn khởi được làm vé kép xe ba chương trình này. Lời đầu tiên gửi lời chúc sức khỏe tới các vị đại biểu có một sức khỏe rào rào và một lời chào đánh chào nhé. Em xin tự giới thiệu, em họ Lành, đến tính tên Hánh, tên gọi đầy đủ bằng Lên Tên Hai. Em là một giám sóc tiểu số không cao. Ôi ồ, năm nay em mới có 85 kia tuổi trẻ, thế mà cả đâu ai không bảo ai lối trẻ thế tên 70 trước. Ôi bà ơi, bà các đấy tức chết đi được. Ồ lối, em nói thật với các bác chứ, nhìn cái biển hiệu em ơi, nó hơi cũ một tí thôi, nhìn thì hơi lắm đúng một tí. Nhưng mà em nói thật với các bác là em là con người rất là đàng hoàng. Thực ra là cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình em nó cũng vô cùng đặc biệt. Cái hộ giàu thì chưa tuyết, cái hộ trung bình thì chưa tuyết người. Nhưng mà em khẳng định là em còn giàu hơn cả cái hộ nghèo của bạn em đó. Ô lồi, khó diễn tả lắm nè, khó nói thành người lắm ô. Bất ồ, em thì ở cái bản bó xạ Mẫu Sơn nè, nó có cái độ cao 1.800 m so với mặt nước biển. À lồi, mình chắc chửi mới được thằng nhau, mình cũng kiểu không biết có đúng không. Nhưng mà thấy cái bao đại viên hậu nó tăng hình, nó khác lên nó bằng thế thì mình cứ nói thế thôi, đúng thì rồi à, bây giờ nè. Nói thật với các quý vị, em là con người ăn nói liêu lát nhất bản. Ô lôi, cái trình độ thằng ha, nói thật với các quý vị chứ, em bằng cúp đàng hoàng, em đã thông ca 5 năm bằng tốt nghiệp lớp 6 của bản bạc rồi hê. Chính vì thế mà em rất là có cái mê tin với cấp ủy chính quyền địa phương, nó bầu em vào cái bàn công tác xã hội, bàn công tác xã hội cơ. Hôm vừa rồi cái đài tàng hình nó về á, nó múa cái lớp tập hắn á, nó tên trên các cái chủ trương đường lối của bố, của Liêm, của Đảng và các cái chính sách pháp luật của nhà và của nước để sớm đưa vào trong cái cuộc sống của người dân. Ôi, ngoài ra còn tích cực tuyên truyền tới người dân để cho chúng nó không vi phạm pháp luật, biết đoàn kết thương yêu nhau, gắn kết tình thôn nghĩa bản, tới lỡ tắt đèn qua nhau phải sáng ngủ cùng nhau để bảo vệ nhau không sợ nào. Ôi, ngài đã học trên trên để cho cái chúng nó biết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ôi, mãi giới thiệu về mình nhiều. Bây giờ á, lên cái giả đi hội ra lô, không biết
bây giờ đi hội thì đi bằng kiệt thả này, kiệt nai lại đấy, kiệt tay đẩy đấy. Bây giờ phải tìm xem là có cái xe nào nó cà đây thì mình mới ngoại nó đi à. Ô lỗi, hôm nay ngày hội à, mình bị cần không, mình bị xe lỗ.